Chào cả nhà, bây giờ lại tới giờ cơm rồi. Thì bữa nay sẽ nấu món gì đây? Giới thiệu đến mọi người, đây là bịch cá. Cá này mua ở chợ Tây nó có bán. Giống như Việt Nam là cá bạc má hoặc là cá lục á. Cá biển, cá nước mặn. Có bịch cá này gồm 5 con. Thì bây giờ chợt nghĩ ra đó là đi chiên sốt cà chua. Đây nhà còn một trái cà chua, một bó hành và đây là một cái bắp cải thảo to mình sẽ lấy ra vài lá cải thảo để luộc ăn với cá sốt cà chua. Rồi bây giờ sẽ bắt tay vào làm những con cá này đây. Xong được từng vảy cá đây. Bây giờ sẽ đi khía nó rồi để cho nó ráo nước để đi chiên. Bây giờ bắc chảo dầu lên, vặn bếp nhỏ lửa, đổ thêm dầu ăn vô. Chuẩn bị đi chiên đó. Rồi chờ cho dầu nó nóng thì sẽ bỏ cá vô. Trong lúc chờ dầu nóng thì mình đi xử lý trái cà chua này. Trái cà chua này mình sẽ thái một lựu. Từng vảy cà chua. Đây, có bó hành. Mình sẽ lấy 4 tép này. 4 tép này để xử lý. Này.
bị đã xong. Đây cá đang để ráo nước. Bên đây rau nữa, rau cũng đang để ráo nước. Rồi, cà chua và hành. Rồi, bây giờ đi chế biến. Qua bên này là cái chảo dầu đã nóng rồi, bây giờ sẽ bỏ cá vô. Đó, loại cá này bây giờ mình sẽ cho vô, cho từ từ vô, nóng rồi. Cá đây cho nó sôi, chiên từ từ, lửa nhỏ, lửa medium nha mọi người. Cho nó riu riu, lửa riu riu cho nó chiên vàng. Trong khi chờ cá chiên thì bắt nồi này lên để luộc rau, cho tí muối vô. Đó, chờ nước sôi rồi sẽ đi luộc rau. Nước sôi rồi bây giờ bỏ rau vô nha mọi người. Rồi, chờ cho nó sôi lên là đảo. Đó, kiểm tra cá chiên này xem nó lật được chưa. Bắn. Đó. Nó vàng hẳn một bên thì là sẽ lật nó. Chờ cho nó chín một chút nữa, xong rồi sẽ đổ ra tô. Rồi chín rau rồi, tắt bếp đi. Giờ lấy cái tô đây đổ ra. Đó, được một tô rau luộc. Cô rò luộc đây, bây giờ sẽ bê nó ra bàn để đây sẵn. Cô rò luộc, giờ đi lọc cá này vừa rồi, nó giống như nhau, hết rồi. Tiếp tục lửa liu liu để cho nó chín. Trong khi chờ cá chiên chín, bây giờ bật bếp lên đi làm nước sốt cà chua. Cho cái này giờ lửa nhỏ nhỏ cho nó khô cái nồi đi. Đó.
Đã nóng rồi, cho tí dầu ăn vô. Rồi cho tỏi đã đập sẵn vô phi. Phi cho nó thơm mềm. Đó. Cho nó thơm lên. Rồi đổ cà chua vô. Cà chua này đúng rồi. Cà chua vô. Ở nhà có làm hũ nước mắm chua. Nước mắm chua cay. Bây giờ cho vô. Cho vô nấu lên, nấu cho nó dừ cà chua ra luôn, bật lửa lên cho nó dừ cà chua ra. Đã hỗn hợp rồi nên cho nó dừ cà chua, thử nếm coi xem thế nào. Cho tí bột nêm vô. Cho tí tiêu vô. Cho thêm tí nước mắm vô cho nó đủ mặn. Rồi chờ nó sôi lên cho cà chua nó tan. Đi cắt thêm một trái ớt vô cho nó cay. Lại nước sốt một lần nữa coi xem mặn ngọt chua như thế nào. Cho thêm tí đường vô. Quên, thay vì cho đường thì mình sẽ cho mật ong honey. Đây mật ong đặc. Mình sẽ cho một tí vô cho nó ngọt ngọt. Đó. Nước sốt ngọt. Chờ nó sôi. Còn nó lên ra. Ui, nó bắn ghê quá. Còn nó lên. Rồi sẽ cho cái phần hành này vào cuối cùng. Tắt bếp luôn. Đây, thế là xong cái hỗn hợp nước sốt cho cá chiên. Đây, đây. Rồi cá chiên đã chín rồi, mấy cái đĩa này bỏ ra đây. Tắt bếp đi. Giờ mình sẽ gấp từng con qua. Gắp hết luôn cũng được. Coi xem thế này. Đó là từng con qua. Đó. Một. Ui. Dính luôn. Ba, bốn con gắp hết luôn. Ui. Hai con. Đấy. Và bên đây. Đây. Cá chim lại không mọi người ơi. Đây con này. Đấy. Là một con nhỏ nhỏ một đây. Đấy, thế là được một đĩa cá chiên. Lúc cá đang nóng thì cái sốt hồi nãy làm được bao nhiêu, bây giờ sẽ lấy thìa tưới lên cho nó ngấm. Thế lên cho nó ngấm. Nóng. Nó vẫn còn nóng cho nó ngấm.
Rồi múc cái này lâu quá, dùng cái nồi này tưới lên luôn. Tưới lên luôn cho nó ngấm ở dưới luôn. Rồi, thế là xong. Đây, cá sốt, cá chiên sốt cà chua. Rồi bây giờ bê cái đĩa này ra ngoài bàn để chuẩn bị ăn cơm thôi. Một đĩa cá khổng lồ. Ôi à, rồi xin giới thiệu mọi người cơm, bữa cơm hai món: cá chiên sốt cà chua, chua ngọt cay và rau cải thảo luộc. Mời mọi người cùng thưởng thức và hẹn mọi người trong clip kế tiếp nha. Rồi bây giờ đi lấy cơm thanh toán món mới nấu này đi. Nhìn quá hấp dẫn phải không mọi người?